Cú sút của Văn Quyến tuyệt vời. Tỷ số là 1-0 dành cho Simanza với Sai Đình Bình. Đó chắc chắn là một bàn thắng mà các cầu thủ viên của đội chủ nhà chờ đợi khi Văn Quyến đã thực hiện một tình huống sút phạt vô cùng đẹp mắt vào lưới của Basel Japan. Thì Danh Ngọc cũng đã ghi được một bàn thắng rất đẹp mắt từ một tình huống hơi chếch ở bên phía cánh trái. Văn Quyến! Một trận đấu tuyệt vời của Văn Quyến. Tất cả những phẩm chất của Quyến ngày xưa giờ đây đã được cầu thủ này thể hiện lại ở trong những phút vừa qua của trận đấu với Hoàng Gia Lai. Đó là tầm quan sát, đó là sự tinh tế, trình độ kỹ thuật và khả năng ghi được những bàn thắng mà có lẽ là nhiều người nghĩ rằng trên sân cầu Việt Nam chỉ có Quyến mới làm được.